Thưa quý vị, để có quỹ đất bố trí mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ, nhất là những doanh nghiệp sản xuất xen kẽ trong dân cư, hiện nay giai đoạn 1 dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ đang được gấp rút thi công, đã hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cụm công nghiệp Cẩm Lệ có diện tích 29 ha, chia làm 2 giai đoạn với tổng kinh phí 250 tỷ đồng. Giai đoạn 1 gần 11 ha hiện đang được tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục đường giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và trạm xử lý nước thải. Lãnh đạo quận Cẩm Lệ đôn đốc nhà thầu đã nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết quý 1 năm nay sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và hết tháng 4 năm nay sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án. Ủy ban nhân quận đã chỉ đạo cho hội đồng giải phóng mặt bằng khẩn trương tổ chức tiếp dân, vận động người dân để đảm bảo cái giải phóng mặt bằng trong quý 1. Hiện nay tổng số cái hồ sơ của cái hai giai đoạn là 400 hồ sơ và giải tỏa thì được là 244 hồ sơ, đáp ứng được cái tiến độ của thành phố giao. Và hiện nay thì chuẩn bị triển khai xác thảo và triển khai giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng 4 là bắt đầu triển khai giai đoạn 2. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định đến tiến độ dự án nên quận Cẩm Lệ đặc biệt tập trung cho công tác này. Trong tổng số 400 hồ sơ diện giải tỏa, hiện có 284 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Riêng giai đoạn 1 chỉ còn một hồ sơ chưa giải tỏa, nhưng có diện tích lớn đến 5.000 m2 đất nông nghiệp. Quận sẽ tiếp tục vận động để sớm có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Đến hiện thời điểm hiện tại thì là cơ bản đã hoàn thành tất cả các hạng mục ngầm. Hiện tại là đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, cây xanh. Đơn vị thi công cam kết là đúng theo tiến độ của Ủy ban quận, thành phố giao. Cụm công nghiệp Cẩm Lệ quy hoạch khoảng 300 lô đất, mỗi lô 500 m2 để bố trí cho doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hiện quận Cẩm Lệ đã tiếp nhận gần 200 doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp. Trước mắt quận xét chọn 100 doanh nghiệp đủ tiêu chí để bố trí vào giai đoạn 1 dự án. Thì hiện nay với số đơn gửi về quận Cẩm Lệ là trên gần 200 đơn rồi. Do đó là hiện nay cũng đang xét cái tiêu chí để xét xây dựng cái tiêu chí để xét các doanh nghiệp đưa vào đây. Trong cái tiêu chí thì còn có nhiều cái quy mô, tổng vốn, rồi số lao động, rồi kể cả diện tích đăng ký, đảm bảo một số cái tiêu chí của quận thì thành phố sẽ xét duyệt. Hiện nay thì quận cũng đang cùng với lại Sở Công Thương cũng đề nghị thành phố để duyệt cái tiêu chí xét này thì quận cũng tiếp tục thực hiện. Đà Nẵng đã quy hoạch một số cụm công nghiệp mới để bố trí mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp quy mô nhỏ. Trong đó, cụm công nghiệp Cẩm Lệ triển khai đầu tiên, nên trong quá trình thực hiện, vừa tranh thủ thi công, vừa xây dựng các cơ chế chính sách và tiêu chí xét chọn doanh nghiệp. Quận Cẩm Lệ sẽ nỗ lực để hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm bố trí đất cho doanh nghiệp. Dự kiến tháng 4 năm nay sẽ triển khai giai đoạn 2 dự án và khớp nối hạ tầng toàn bộ dự án vào năm 2022.